với anh lên xe đi. Con mới nhận bằng lái xe rồi. Mày lên đi không? Thôi con lên đấy. Láo nháo lên đi. Ui, anh với mẹ đây. Nhanh lên, nhanh lên. Bay ơi, bay. Bay ơi. Này này, em Cám. Bay ơi. Cám, em có bằng thật không đấy? Em mới tốt nghiệp ngày hôm qua. Nhưng vẫn ok em mà. Ôi trời ơi. Ôi ôi ôi, dừng xe lại đi. Đánh chân phải. Đi từ từ thôi, mẹ không có đội mũ bảo hiểm đâu. Mẹ chẳng muốn mẹ chết sớm à. Đi chậm thôi, đứa nào có bằng cho em tới. Đi giữ chị ra bắt giữ anh rồi. Ôi trời ơi, xuống đi Cám ơi. Mọi người đâu hết rồi? Mẹ ơi, Cám ơi. Ây dồi, cái đầu của tôi đang ở đâu thế này? Hả? Mẹ ở đây, mẹ ở đây này, mẹ ở đây này. À, mẹ đây rồi. Mẹ con mình cứ như là từ cõi chết trở về ấy. À, rách cái váy rồi. Thôi xong mẹ rồi, rách cái váy rồi. Nhưng mà em Cám đâu à? Ừ nhớ, con Cám đâu, con gái của mẹ đâu? Khu trường này nhìn u ám lắm, chắc là nguy hiểm lắm. Phải tìm em Cám nhanh. Ừ, nhưng mà cái váy của mẹ, nhưng mà con gái của mẹ. Mẹ ơi, anh Hoàng ơi, xe con lao xuống vực rồi. Mẹ ơi, anh Hoàng ơi, mọi người ở đâu rồi? Còn cái xe của con. Mẹ ơi, anh Hoàng ơi, đây là đâu? Đói quá, sao mọi thứ cứ quay mòng mòng như thế này? Trời, không phụ lòng người tốt. Đùi gà. Đùi gà gì mà lại thơm? Mùi rất mẹ thế nhỉ? Con gà này tập chim hay sao mà thịt chắc thế nhỉ? Thôi kệ, đang tối phải cắn một miếng thật to cho nó đã. Mẹ cắn rồi. Sao cái đùi gà lại biến thành cục đá rồi? Khổ sở như thế này, đã đói không có cái ăn rồi mà giờ lại còn không ăn được luôn thế này. Nước ngon quá trời ơi. Đỡ đói hẳn, tỉnh hết cả người. Sao lại đau bụng thế này? Ôi, sao tự nhiên lại đau bụng như thế này? Sao cây cối cứ quay mòng mòng như thế này? Mẹ với anh Hoàng ơi, cứu con với, chóng mặt quá trời ơi. Cám ơi, Cám ơi, con ở đâu? Em ở đâu? Không thể nào sống thiếu con đâu. Cứu tôi với. Mẹ có nghe thấy cái gì không? Ở bên này, đi theo xem thử xem nào. Cám ơi, mẹ đến đây. Có ai không? Cứu tôi với. Tiếng kêu cứu ở đâu vậy? Ở bên này mẹ. Ui mẹ ơi, bóng dáng kia như kiểu em Cám ấy. Nhưng mà chuyện nguy hiểm lắm, hay là mẹ con mình? Mẹ, thả con bà mày ra. Mày định làm gì con bà hả? Con bà gì? Mày có thả con gái bà ra không hả? Ôi dồi ôi, mẹ khoe thật đấy. Người dám làm hại con gái bà mày nha. Cám. Mẹ, cảm ơn mọi người đã giúp qua thoát khỏi con Tinh Tinh này nhé. Không phải Cám à? Không phải Cám à? Thế sao mày bảo đấy là em Cám? Còn có biết đâu được. Là mẹ phải liều mạng với con Tinh Tinh đấy. Tí chết. Này cô, vậy cô có nhìn thấy ai dáng người lùn lùn mà bự bự không? Mà tóc ngắn ngang vai không? Tôi không có thấy. Người rất là mất thời gian của bà mày nhé. Tí nữa thì liều mạng vô ích nha. Mẹ cái gì? Dù tốn bao nhiêu sức giờ đói quá. Hay là hai người về bản cùng ta, để ta lấy gì cho các ngươi ăn. Về luôn. Tiện thể để ta về bản hỏi xem tung tích của con gái bà. Hợp lý, về luôn. Ồ, sao mãi không thấy tỉnh anh trai nhỉ? Anh cũng không biết nữa. Ồ, anh trai ơi, nhìn họ ăn mặc kiểu gì thế nhỉ? Ôi, đói quá. Mời các người đến với làng của ta. Anh ơi, em giới thiệu cho anh mấy người bạn này. Này, dậy đi. Đang ngủ mà. Cám, thả em ta ra. Hả?
Vậy nói chuyện với chúng mình đi. Vậy mấy đi. Mấy đứa này đi chết với ta. Mấy người làm gì con gái ta thế hả? Mày làm gì con bà thế hả? Này à, chờ bóp cổ. Người định làm gì em sao thế hả? Anh với. Ơ kìa, người ta anh cho ta ra đi. Chắc người làm sao? Làm gì con gái ta hả? Ta làm gì các ngươi? Mà sao các ngươi vừa gặp đã bóp cổ bọn ta thế? Các ngươi định làm hại em ta có phải không? Các ngươi, ta điên lắm rồi đấy. Dạ. Hả? Dừng tay lại. Dừng tay lại. Bà định làm cái gì đấy? Cả nhà mình đang làm gì đấy? Diễn xiếc hay diễn tuồng à? Đây là đâu? Cái gì ăn không? Con gái của mẹ. Đứng dậy xem nào, con có bị sao không? Sao người con lại nặng nề thế? Ôi em ơi. Các ngươi, chúng mày làm nó có bầu à? Con có làm gì với ai đâu nhỉ? Hai tên vô lại kia. Sao nó làm lúc nào mà con không biết làm nhỉ? Làm gì với tụi bay? Hả? Bình tĩnh nghe tụi tôi giải thích đã. Sao các ngươi dám? Từ từ, hai người bình tĩnh đã. Mọi người hiểu nhầm rồi. Hiểu nhầm cái gì? Bình tĩnh. Thật ra là cô ấy uống nước ở dòng sông Thần nên bụng cô ta mới to như đúng thế. Rồi đấy à? Chứ bọn ta không làm cái gì đâu. Làm cái gì đâu? Nhưng mà chưa muốn đẻ đâu. Chuyện là như vậy sao? Thế có cách nào cứu con gái tôi không? Đúng vậy. Chứ nó còn chưa lấy chồng. Cách sao? Vậy thì chỉ còn một cách duy nhất. Đó chính là trên đỉnh ngọn núi này có một ông tiên. Chỉ có ông ấy mới có thể cứu được các ngươi. Nhưng mà các ngươi muốn gặp được ông ấy phải vượt qua được 1000 bậc thang. Mỗi bậc thang bước lên thì trọng lực sẽ nặng hơn gấp đôi. Người bình thường không thể nào mà chịu đựng được đâu. Các ngươi có dám lên gặp ông ấy không? Hả? Tận 1000 bậc. Có. Ta phải cứu được con gái của ta. Mẹ ơi, nhưng người ta bảo là người bình thường không chịu được đấy. Mày không đi được thì mày về đi. Mẹ với mày cắt đứt quan hệ. Cảm ơn. Mày đợi con với. Chúc các người may mắn nhé. Không có gì hả mẹ? Không, nó lừa mình đấy. Vẫn bình thường mà mẹ. Thế thì thoải mái, làm được hết. Đi lên đỉnh là ta là lên tới đỉnh. Mẹ ơi, sao nó lại nặng thế này? Nặng thì kệ nó nặng, mẹ phải cứu con Cam. Thế thì chúng nó không lừa mình đâu, là thật đấy con ạ. Hoàng ơi, sao mãi chẳng tới thế con? Mẹ ơi, chắc là còn già nữa ấy, con không cứu được nữa đâu. Hay mẹ cho em Cám đẻ đi. Không được, mẹ nuôi nó hai mấy năm, không thể để nó giữa quan đẻ ra một đứa như thế được. Ta phải cố. Ta phải diệt tương lai của con ta. Ta không để nó bôi trời chắc chấu vào mặt ta như thế được. Mẹ cố lên, con nằm ở đây đợi mẹ. Cám. Cám, vì con, mẹ quyết hy sinh bản thân mình để giữ gìn sự trong trắng của con. Mẹ cố lên, mẹ cố lên. Cám ơi. Ha 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 ha.
Hồ Biên. Sao mình lại cảm thấy nhẹ hơn thế này? Phải cố đi lên cho thật nhanh thôi. Con gái của mẹ, mẹ sắp cứu được con rồi. Cố lên, 1000 bước chứ có 1 triệu bước ta cũng bước được. Chúc mừng con đã nỗ lực hết mình để đến đây gặp được ta. Xin ông hãy cứu lấy con gái của ta. Xin ông. Ta đã biết chuyện đó rồi. Yên tâm, ta sẽ giúp con. Hồ Biến. Con hãy cầm lấy viên ngọc này về cứu lấy con gái của con. Mau đi. Con cảm ơn ông. Mau về cứu lấy con gái mình đi. Ôi đau quá, con chịu được nữa rồi. Sao anh cứu chữa rồi mà rồi. Không có người được có bỏ cuộc mà. Cố lên nào. Mẹ mang thuốc về cho con rồi đây. Đó, có thuốc rồi. Cầm mà uống vào đi. Con thấy sao rồi? Sao bụng con chưa thấy xẹp? Liệu có ổn không anh trai? Chắc là ổn đấy. Vậy thì tốt rồi. Sao con không thấy có tác dụng gì mẹ nhỉ? Cái bụng của con. Đau quá. Hết đau rồi. Hả? Hết to rồi. Hết rồi. Mẹ mừng quá con ơi. Thế là mẹ không phải bôi trò chắc trấu vào mặt mẹ nữa rồi. Trời ơi, thế là mặt vẫn được trắng sáng rồi. Vui quá. Ôi mẹ ơi, con yêu mẹ quá. Cổ này. Hay vừa đá bóng xong va vào đầu nên bị gạ mờ. Nhìn gì xuống âm phủ chơi với ta đi. Qua không phải hoa mắt rồi. Ma đừng. Hả? Ba có ba đấy hả? Cho xem với. Ma ba đâu? Có ba đi. Đây đây, ba gì đấy? Ba gì đấy? Vừa trêu mày có một tí thôi mà. Cáp! Cáp! Dậy đi. Tỉnh dậy đi. Ôi trời ơi, đi bệnh viện, đi bệnh viện đi. Cáp! Dậy. Mẹ đây, mẹ đây. Hay là mơ hay là thật đấy? Đâu không? Là thật đấy. Thế mẹ mách cái này làm gì? Con ơi là con, mẹ mách thế này đi đi làm giàu đấy. Mách đi làm giàu á? Hoàng thượng công mong đây, đẹp chút cho. Rồi, đẹp lắm. Dơ. Dơ. Quá đẹp hoàng thượng ơi, chị mừng lắm. Cái gì đây? Cái thằng nô này, sao lại chạy? Còn vứt máy của ta nữa. Thằng này ta trừ lương ngươi. Nhường nhường quen thân. Xem nào, ai chà, mình đẹp trai quá đấy chứ. Làm gì có ai, sao trong ảnh lại? Rõ ràng là không có ai, sao trong ảnh? Tay ai đây? Đưa
cho mẹ. Đưa tiền cho em. Ôi, nó chạy rồi. Đuổi 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 đuổi. Ôi, mẹ. Đưa tiền cho mẹ. Đưa đưa đưa. Bố làm nước ơi. Có ma. Có ma. Bố đưa tiền cho mẹ. Em Hoàng ơi. Đấy, thấy cách này hay không? Đuổi theo đi mẹ. Đưa tiền. Sao ma cà rồng gì mà lại đòi tiền vậy? Mà nói mới nhớ, trong gương mặt quen quen. À, hóa ra là vậy. Đưa tiền cho mẹ, mẹ đói, mẹ đói, mẹ đói. Tiên sư đến nào đem cho bà ngã thế? Hai người hết trò để nghịch rồi à? Có tiền á, con cho hai mẹ con mặc áo Juventus, rồi Tết này á, khỏi về luôn không hả? Em mấy chị như này mà anh vẫn nhận ra. Gương mặt của hai người á, dù có hóa thành tro cũng không nhận ra nhá. Năm nay kinh tế khó khăn, mẹ chỉ muốn xin con một ít tiền để chi Tết thôi. Đói lắm rồi. Mẹ xin nhưng mà con không cho. Cái thằng con rể kia. Anh Hà là đồ bất hiếu. Nói thế không cho là đúng rồi. Tại con đi. Đi về. Nào loài người, mau đến đây đi, bỏ lá bùa cho ta. Hà thì giàu nước đối đổ vách, gia đình mà không giúp đỡ nhau thì sao? Đúng rồi đây, làm vua một nước mà dân xin vài đồng không cho. Thế thì mẹ nói đúng á, như thế là không được. À, sao mẹ không trả lời con vậy? Con đang hỏi mẹ mà. Này, sao đấy? Mẹ ơi, mẹ. Đúng rồi, nhanh lên, tháo đi, tháo lá bùa xuống bay. Cái cây xanh xanh thì là là ai đã tháo lá bùa phong ấn mà cà rồng rồi? Không ổn rồi, mình phải tìm người giúp mới được. Tuyệt. Các người hãy cùng ta đi trả thù nào. Tưởng dọa tống tiền ta mà dễ à? Còn lâu. La 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 la. Tiếng ai hát vậy nhờ? Hả? La la. Đây, này tiếng cá. Ui, ui, cẩn thận. Cô có sao không? Cảm ơn à. Chàng trai, xin hãy giúp ta với. Giúp gì? Ta có thể giúp gì được cô? Chuyện là nàng tiên cá à, có phải cô bất ngờ lắm đúng không? Là ai? Ai đã giúp cô thoát khỏi lá bùa phong ấn? Thoát cái gì đâu, cô đừng sợ. Kia là mẹ và em gái ta, lại còn thuê cả diễn viên nữa à? Để ta lên giải quyết cho. Không phải, này, đừng. Cẩn thận. Này mẹ, mẹ là còn thuê cả diễn viên để lừa con nữa à? Con không sợ đâu. Ui, ui mẹ, làm thật à? Đi, bỏ ta ra, ta đang thấy răng. Cảm ơn chàng trai, mẹ chúng ta không có chuyện ma cà rồng.
tay người, tránh xa con ra đấy. Ê, cho em tiền đi. Đấy. Wow, người gì mà cứ đẹp như tiên ấy. Thả tim, thả tim. Úi dồi ôi, vừa trắng vừa mịn. Nụt quá nụt. Rồi rồi, mày xong rồi. Anh Hoàng, anh Hoàng. Hả? Ai cho chàng đi tìm ảnh gái thế hả? Nàng, nàng nhìn nhầm rồi. Ta có tim đâu. Đấy, đấy, đấy là ta đang tương tác, nàng hiểu không? Là lý do. Suốt ngày lý do lý trấu. Chàng có biết, chàng mà để mất ta thì còn bao nhiêu anh đứng chờ ngoài kia kìa. Hiểu chưa hả? Cái đồ, vừa lừa vừa nhắc với chàng. May mà còn có ta lấy làm chồng. Chàng phải thấy biết ơn chứ. Là đàn ông thì phải biết chiều vợ, thương vợ, luôn giúp đỡ cho vợ chứ. Ai như chàng cứ sỉnh cái lên mạng xã hội, thả tim ảnh gái. Nhưng cái gì mà nhân. Chàng nói một câu, chàng nói 10 câu. Không đúng à, mà còn cãi nữa. Chàng xem, chàng bây giờ có đáng là một thằng đàn ông, là vua của một nước không nữa. Chàng có xem lại mình không hả? Nàng cứ chấu mắt lên mà xem. Chết ta mà. Tiện nhớ về nấu cơm đấy nhé. Giận chứ chả con. Bực bội. Vô hết cả đầu. Ai bị đen thì gặp ta, ai tình duyên lận đận cứ gặp ta. Nước hoa xịt dòi dạ người mê. Cho hỏi, có phải xịt nước hoa này vào là dạ người mê đúng không? Tất nhiên rồi. Chỉ cần nó xịt vào ai thì người đó mê người đến già. Được rồi, ta sẽ mua nó. Đấm, nàng biết tay ta. Để ta xem thí nghiệm của ta thành công không nào. Không biết nó có hiệu nghiệm thật không nhỉ. Xem nào, mình phải thử phát mới chắc được. Hôm qua đặt nước đầu đình bỏ quên chiếc áo ấy gì à? Ui, con mồ đi rồi. Hoa năm nay đẹp quá, thích mày thích mày. Ôi, người gì mà xấu thế này? Nhưng mà lúc này hiệu nghiệm hết đi nhỉ? Sao chàng lại chơi ta xấu? Chàng còn nói nữa là tiếp nhảy xong tự tử đây nhanh mà. Ê, đừng. Ta tặng cô. Về nhà đợi ta đến nhé. Vâng ạ. Bye bye. Úi, chuồng lẹ. Dạ. Mọa, tình yêu của mẹ. Không ngờ lại có tác dụng phớt đấy. Anh Hoàng, chàng ký đi. Ký gì? Đơn ly hôn hả? Sao lại là đơn ly hôn hả Tấm? Giờ chàng thay đổi rồi, không còn như trước nữa. Đã thế, chàng còn đi ngoại tình. Chàng mau ký đi. Tao ngoại tình bao giờ? Chàng còn cãi được sao? Thiếp đã thấy hết rồi. Ngạ, yêu chàng, bye bye. Anh Hoàng, chàng hết yêu ta thật rồi. Không, không phải đâu, nàng hiểu nhầm ta rồi. Chàng vẫn cãi được nữa à? Giờ mau ký đi. Tấm, sao lại thế được nhỉ? Ôi dồi ôi, đừng ly hôn. Tấm, đừng đi mà. Thiếp không muốn nói chuyện với chàng nữa. Được thôi. Chàng xịt cái gì vậy? Tấm. Hả, anh Hoàng à? Ý, hiệu nghiệm thật này. Tấm, anh Hoàng, ta yêu chàng nhiều lắm. Dù chàng có lăng nhăng hay ngoại tình thì ta vẫn mãi yêu chàng. Lọ thuốc này đúng là tuyệt vời mà. Chúng ta đi chơi thôi. Vâng ạ. Thí nghiệm của mình đã thành công rồi. Có lọ thuốc này, mình không sợ Tắm xa mình nữa rồi. Hoàng thượng. Búp bê, cô đến đây làm gì? Ta đến để lấy lại lọ thuốc mà ngươi đang cầm. Lọ nước hoa này đâu phải của ngươi. Ngươi bị ảo tưởng à? Vẫn còn ngoan cố sao? Mau đi đây. Không, của ta, bỏ ra, đưa cho ta. Tình dục khốn kiếp này có phải của cô đâu mà cô đòi. Là của ta. Thôi xong rồi. Này, coi như ta chưa làm gì nhé. Hoàng thượng, ta yêu chàng.
bỏ ra. Lần ta chỉ có 8 thôi, bỏ ra. Không được, chàng phải là của ta. Đã bảo bao lần là không nghịch bẩn được cơ mà. Con biết rồi. Nó làm cái gì thế kia? Ê, ui kinh quá. Này, bỏ ta ra. Ê, chúng mày đang làm gì thế hả? Sao anh dám đi ngoại tình với con xấu xa kia hả? Không phải như hai người nghĩ đâu. Không, không, cái gì mà không. Người bỏ anh để ta ra, bỏ ra. Úi, gì đây? Nước hoa à? Thơm đấy nhỉ? Ê. Cô bỏ ta ra. Đừng gì mà đừng. Ôi, thơm lắm mẹ. Úi, thơm quá, thơm quá. Thôi xong rồi. Nào chàng. Nào chàng. Ui, lại cái búp bê này nữa. Thơm như hôm nay anh Hoàng đẹp sao thế nhỉ? Ồ, đẹp trai thật ý. Anh Hoàng của em. Bỏ ta ra. Bỏ anh Hoàng ra. Chồng nghĩ tử làm ba. Hoàng thường phải là của ta. Bỏ con ra. Chồng của mẹ. Chồng của con chứ. Không không, ta là của Tám rồi. Các người bỏ tình yêu của ta ra. À, đầu quá, ta cho ta. Còn búp bê kia, đừng có cầm tay chồng bạc bỏ ra. Anh phải là của em, không là của em. Thả ra. Mẹ ghé, trả chồng cho ta. Anh cho bà cầm tay chặt không. Không còn kéo nữa. Anh cho người dám trả đẹp kia. Mọi người tỉnh lại đi, ta chóng mặt lắm rồi. Buông anh Hoàng ra. Chàng ấy là của con mới đúng chứ. Anh chồng nhờ chứ. Anh Hoàng là của em ta. Sao mày dám giành chồng của mẹ? Đầu quá, sao lại đánh con? Ôi ôi, không ổn. Mình phải thoát khỏi đám người này. Chàng đi đâu? Chàng giống bọn em thấy à? Chàng không được đi. Đừng ra. Mọi người, bọn em thấy. Bọn ta yêu chàng. Trời ơi! Anh Hoàng! Trời tiếp chơi! Anh Hoàng ơi! Tình yêu của em! Chàng đâu rồi? Mau chia nhau đi tìm đi! Anh Hoàng ơi! Đúng là âm hồn bất tán. Tất cả là tài ngu nên đời ta mới thay đổi thế này. Biến đi! Bạn à, chúng ta cứ làm ngày này thì mãi không phát lên được đâu. Đúng, có khi phải đổi nghề thôi bạn ạ. Nếu không nhầm thì đây là lọ nước hoa, chỉ giới thông gia mới có rồi đấy. Ui thật á? Chứ sao? Thì bạn sẽ thử đi xem thơm không. Để tới. Ôi bạn ơi, mùa này thơm quá. Không có ai dùng lễ tôi. Thơm quá hả? Chàng ấy kìa. Đẹp trai quá đi thôi. Anh gì? Anh Hoàng ơi, em ở đây nè. Anh đẹp trai quá. Chàng cho em làm quen đi, nhìn chàng em yêu quá. Hả? Trời nước quá. Ôi trời ơi, khỏi sâu rồi. Ờ, anh đi đâu đấy? Là tụi em với anh ơi. Thương cho mà ơi, mùa gì mà đẹp hết phần thiên hạ thế này. Cứ làm tiếp nhắn cho mãi thôi. Ôi, cứu. Ô, bóng dáng quyền quyền. Ôi chú thôi, chàng ơi, đợi tiếp chơi. À, anh ơi, đứng lại đi mà. Cho em hồn miếng. Anh Hoàng ơi, đừng chạy nữa mà, tình yêu của em. Chàng quá gì thế này? Chàng ơi, đợi người em chơi. Không. Chiu 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 chiu. Mỏng khủng quá. Giúp tiếp cầm đồ với. Nặng quá, anh Hoàng ơi. Chết đi, chết đi. Nàng không thấy ta đang gánh tim à? Cứ phiền mãi. Anh Hoàng, anh Hoàng. Nhìn đám nhà mình. Tập. Ui. Ui dồi ui, bọn thế này mà cầm nhiều đồ vậy. Ui, cái thằng Hoàng kia. Thằng Hoàng. Lại đây mẹ bảo, lại cái gì nữa? Còn có thấy vợ con đang bầu bí to thế này không hả? Không ra xách đồ hộ nó, còn đứng đấy mà chơi game à? Này, anh có phải đàn ông không? Nếu anh không phải đàn ông thì anh tự vác cái bụng mà đẻ đi. Bây giờ người ta đẻ cho anh mà anh lại còn như thế à? Anh đi mà anh cầm cái máy nằm ngang như thế kia là em đã thấy ngứa mắt rồi. Con người phải có ý thức, có giáo dục chứ. Bố mẹ anh không dạy được thì để bố mẹ em dạy. Lẹp bẹp. Anh bảo ai lẹp bẹp? Em làm gì mà anh bảo lẹp bẹp? Anh là chồng thì anh phải
ôm mấy cái này đi chứ không phải em đâu. Anh dám bảo em là em hả? À, cái điện thoại. Cam, tránh ra. Ôi trời ơi, điện thoại của tôi. Ôi dồi ôi, điện thoại 15 Pro Max của con mới mua. Mẹ, mấy người thật là quá đáng, con không chơi với mấy người nữa. Rồi con sẽ phải hối hận nha con nhá. Rồi anh sẽ phải biết cái mùi của em. Bực mình ra, đi về con. Ôi giời ơi, máy mình mới mua, thế mà đã vỡ rồi. Đúng thật là phiền phức mà. Đã thế à, mày mình mua con máy khác, tấm hết nó luôn. Này, dậy. Dậy coi. Dậy đi. Dậy. Này, cậu là ai? Sao lại nằm đây? Đang mang bầu như thế này á, gió máy vào nguy hiểm lắm. Đúng rồi đấy. Bầu gì? Mấy anh này. Sao? Đứng dậy đi. Sao? Đi về đi. Sao bụng của tôi với các anh lại to như thế này? Thế là cậu không biết à? Ở vương quốc này, đàn ông chúng ta là những người mang bầu, còn phụ nữ là trụ cột gia đình, đi làm kiếm tiền đấy. Để nhà cậu được mấy tháng rồi. Ôi trời, tôi mang bầu thật sao? Thế thì cho mình hỏi là con gái hay con trai đây? À, đây rồi. Mẹ, sao con lại bị như thế này? Hay nha, không ở nhà làm việc nhà đi còn la cà quán xá như thế này à? Kết giao với mấy người này là ai? Đi về. Này, con, cậu ấy đang mang bầu ấy, bà nhẹ tay thôi. Nhẹ cái gì mà nhẹ? Bầu cũng phải làm. Đi. Mẹ, bầu là lừa nha. Bà này không có thai mà, đúng là không có quả tim chuẩn bù cho anh em mình nha. Thôi, đi về. Mẹ ơi, từ từ thôi. Nhanh lên. Từ từ cái gì? Ở nhà giặt hết đống đồ này, rồi thích đi đâu thì đi nhá. Mà mẹ ơi, con đã giặt đồ bao giờ đâu? Không biết thì phải giặt cho quen đi chứ. Giặt đi. Nhưng nhanh mà... lên. Nhưng cái giùm nhưng. Giặt đi. Có cái việc bầu bí thôi mà làm như nặng nhọc lắm ý. Sao mình lại mang bầu như thế này chứ? Kỳ lạ thật mà. Bộ quần áo đi. Em quần áo của em đi mà giặt. Sao lại bắt anh chứ? Hôm nay anh lại dám quát em à? Anh tin là em bảo mẹ cho anh ra ngoài đường với cái bụng bầu kia không? Thôi Cám, em đừng mách mẹ. Quần áo để đây, anh giặt. Biết điều như thế có phải tốt không? Lần sau nhá, đừng có để chửi lên rồi mới làm. Mình cứ tự nguyện như thế đi, không ai chửi mình đâu. Anh biết rồi mà. Biết rồi biết mãi thì phải làm đi chứ. Làm người ta mới ghét. Anh biết rồi, Cám là người xinh đẹp nhất trên thế gian mà anh từng biết đây. Em là em không thích mấy thằng đỉnh đâu. Nhưng mà thôi anh thật thà nên là em cũng xui xui đấy. Đúng rồi, anh là anh không bao giờ biết nói dối đâu. Đúng Cám rồi. Là xinh đẹp nhất. Còn với chả cái, con mấy việc nhà thôi cũng không làm được. Cho nên là Cám đừng có mà mách mẹ nha. Mẹ đuổi anh ra ngoài ở, không có nhà. Tội anh, tội con, tội cháu của em nữa đó. Nha Cám. Nhá cái gì mà nhá? Làm cái gì mà từ nãy giờ quần áo còn chưa giặt? Dạ không phải, con đây, mở mồm ra là cãi mày. Đây thì cứu mạng. Mẹ ơi, con xin lỗi. Thằng kia. Cám ơi, Cám, tỉnh đi con. Thằng Hoàng kia. Sao bầu bí lại đi lại khó khăn như thế này cơ chứ? Tâm. Đúng là sinh ra một đứa bé lại vất vả như vậy. Tâm, ta đã đối xử không tốt với nàng rồi. Kia chẳng phải là Tâm sao? Tâm. Tâm ơi, sao nàng lại chạy trốn ta? Đợi ta. Tâm, nàng đâu rồi? Rõ ràng mình thấy nàng chạy vào đây mà. Sao lại không thấy đâu nhờ? Tâm, ta gọi nàng không nghe à? Tâm nào? Này, anh không
ở nhà dọn dẹp đi. Anh chạy ra đây làm cái gì đấy? Anh tin là em phô mẹ không? Bước về nhanh. Rõ ràng anh nhìn thấy là Tấm mà, sao lại là em? Anh bị ảo tưởng hoa mắt à? Tấm đánh gì ở đây? Chị Tấm đi công tác rồi. Anh đi về nhà dọn dẹp nhà cửa nhanh lên. Anh không về. Anh không về. Ấy da, em về em phô mẹ. Cứ liền đấy. Sao mang bầu lại vất vả như thế này chứ? Đáng quá. Chai nước của ai đây? Ta sao lại đau thế này? Cậu ơi, cậu sao sao thế này? Đau quá. Phải đưa cậu ta đi đẻ thôi. Đi đứng lên, cố lên. Đi đau gặp quá. Bác sĩ, cố gắng. Bác sĩ ơi, bác sĩ cứu cậu ta với. Đưa sắp đẻ rồi. Đặt cậu ta nằm xuống, nhanh lên. Nằm xuống. Cậu sao lại đẻ? Tôi không đẻ đâu. Chị mới đẻ chứ. Cậu này sắp đẻ rồi. Thôi hai người giữ tay cho tôi. Giữ tay đi. Giữ tay. Tôi không đẻ đâu. Bác sĩ ơi, ra. Nhanh lên đi. Buông ra. Cậu phải đẻ. Đứa con này không cậu tin gì cả. Đúng rồi đấy bác sĩ. Chặn đi nào. Đẻ đi. Nhanh. Tôi đau quá. Cố lên đi. Cố lên. Chặn đi. Đúng rồi. Cố lên. Đau quá bác sĩ. Cậu phải cố gắng đẻ. Sắp ra rồi. Cố lên. Gắng lên. Mạnh lên. Nữa đi. Mạnh ra. Sắp ra rồi. Tôi đẻ rồi à? Tôi đẻ rồi à? Sao lại không thấy đau nữa? Mẹ. Đúng vậy đi. Thế là đúng rồi đấy. Nhưng mà đây là thế giới của đàn ông mang bầu. Sao Tấm lại mang bầu? Thế bây giờ con đã hiểu cảm giác của bụng bầu nó nặng nề, nó vất vả như thế nào chưa? Mà con lại bắt con Tấm xách nặng như thế hả? Dạ, con hiểu rồi ạ. Nhưng mà mẹ ơi, tại sao con lại có bầu ạ? Bầu đâu mà bầu, chỉ là giả thôi. Giả? Đúng rồi, là một vở kịch do mẹ và em cám con bày ra. Giả ạ? Nhưng mà sao bụng con lại đau ạ? Chuyện là như thế này này. Nhanh, để đây này. Cho nó biết thế nào là đau bụng đẻ. Cho nhiều vào mẹ ơi. Xong rồi đấy. Con muốn thử nha. Đấy. Mẹ ôm thì lết hả con? Hiểu chưa? Con hiểu rồi. Nhưng mà còn mấy người này? Thì là diễn chứ làm sao nữa. Đây, bố nợ đây. Hóa ra là cái mũ à? Tấm, tránh ra. Từ giờ ta sẽ chăm sóc nàng. Mọi thứ cứ để ta lo. Mình về thôi. Về cái gì mà về? Của hai thằng này ba thằng chúng tôi từ sáng tới giờ hơi bị mệt rồi đấy. Tiền à? Quỳnh Tiền à, đuổi theo. Đói thế này thì phải đi tìm đồ ăn thôi. Quá, anh Hoàng mua nhiều hoa quả quá trời luôn. Quá, lựu vừa to vừa đỏ, ngon quá, đi thôi. Anh Hoàng không có nhà, mình ăn uống thoải mái hẳn ra. Cuối cùng công việc cũng xong, được về nhà là thích nhất. Sao nhà cửa hôm nay trống vắng thế này? Sao yên ắng đến lạ thường mới sợ chứ. No quá, nhưng mà vẫn chưa đủ. Về rồi này. Tấm ơi, Tấm, nàng lên tiếng đi chứ.
vậy? Anh Hoàng ơi, ta đau bụng quá. Ta thấy con buồn nôn nữa. Hả? Đau bụng lại còn buồn nôn á? Sao lại đau thế này? Có ai không giúp ta với? Cô ơi, cô làm sao vậy? Giúp tôi với. Tôi mang bầu, chóng mặt, buồn nôn quá. Thế bây giờ ta phải làm thế nào? Đưa tôi tới bệnh viện. Được, tôi đưa cô đi. Cẩn thận. Tâm, chẳng lẽ ta sắp được làm bố sao? Thiếp cũng không biết nữa. Mà thôi, để thiếp dậy nấu cơm cho chàng. Khoan, nàng cứ nằm nghỉ đi. Mọi thứ để ta lo. Từ giờ nàng chỉ việc ngồi chơi và dưỡng thai thôi nha. Chẳng lẽ mình mang thai thật sao? Vậy là từ nay mình không phải làm gì nữa. Thằng Hoàng đâu? Hoàng đâu? Ra đón bố mày vào nhanh lên. Ra đón đại ca vào nhanh lên. Hai người sang đây có việc gì vậy? Tao nghe tin Tấm nó có bầu. Đúng rồi. Vào thăm cháu cái. Đi vào thăm cháu của bé. Con nhớ phải xin gái giống mẹ nha. Này Tấm ơi. Cháu của gì? Em cắp, nhẹ tay thôi. Hai người đến nhà bảo con. Để con làm bữa thanh soạn cho hai người. Không cần, em mang sẵn rồi đi nè. Đẹp. Cái gì đây? Tao bảo mày mua hoa quả. Sao mày mua toàn đồ ăn vặt thế này? Hả? Đúng là nhà quê, dưỡng chả biết gì. Mấy cái này bán đầy cổng trường, các em nhỏ hay ăn mà. Bây giờ cho con nó ăn dần. Bây giờ cho con nó ăn dần. Mày có biết ăn nhiều những cái này rất là độc hại không? Bao nhiêu đứa ăn vào rồi nhập viện cái kia. Vứt ngay. Thôi mọi người ngồi đây nhé, để con đi lấy nước cho. Khoan, nàng cứ ngồi đây, mọi việc để ta lo. Được. Để ta đi lấy. Dượng với em chờ một chút nha. Nhanh lên, đang khát. Chị ơi, chị có bầu thế này, con chỉ biết nói chưa? Đây. Nó có chạy âm 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 trong đó. Tôi nha. Tâm ơi, thế cháu ông được mấy tháng rồi? À, từ khi mà bọn con biết tới giờ là 2 tuần rồi Dượng. Đâu để em nghe thử xem nào. À, con nghe thấy nó đang đánh DJ trong này nè. Âm 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 kêu ông ông ông. Ui dồi, cảm ơn. Tao đã bảo mày nhẹ tay thôi mà. Đầu cháu tao đấy. Đây, con mời Dượng ăn cam. Nước của nàng nè. Ôi cái con này, cam này là để cho cháu tẩm bổ. Mày cứ vơ phải cái gì là ăn cái đây. Không được. Này, mày nhìn mà học chị mày đi nha. Cũng quá tuổi trăng tròn rồi, không mau mà đi lấy chồng đi. Ở nhà ăn suốt ngày tốn gạo tốn cơm. Con ăn ít mà. Đúng rồi đấy, em cám à. Hoàng ơi, Dượng với mày ra shop lựa mấy bộ quần áo cho cháu tao còn mặc. Ý hay. Em cám trông chị Tấm giúp anh nha. Nhớ là phải nhẹ nhàng, biết chưa? Đi thôi nhẹ chưa? Ăn ít thôi. Đi cẩn thận nha. Nò quá. Chị Tấm, đi chơi đi. Đi nha. Chị không đi đâu. Chị còn phải nói gì quá. Ai trên đời chẳng uống rượu, mà uống rượu là phải say. Bạn ơi, hai em non tơ kia nhìn được đấy. Tới bạn ơi, chị phải giúp giữ không khí này. Hai em xin tôi ơi, có làm tí rượu với bọn anh không? Một chút là đấm say nào. Này cái thằng ba lát này, mày uống rượu lúa hết cả mày mà không nhận ra chị mày là ai à? Ồ, em cám đấy à. Em tiên sư mày, chị. À chị cám đấy à. Đúng rồi. Chị làm tí men với bọn em không? Sao phải xoắn chứ. Chị làm tí rượu với bọn em đi. Này, vodka đây. Mặt tao nó có hưng phấn với mấy chai rượu này không? Không bao giờ tao uống rượu luôn nhé. Hai ba vô. Trời ơi. Em cám thôi đi. Không bao giờ tao uống rượu. Không được uống nữa đâu. Ê, này cái con ngủ kia, để cho chị tao uống. Đúng chị rồi. Tao là tiên tử của cái làng này rồi. Đúng rồi đấy. Uống không bao giờ biết say đâu. Ông ơi, uống đi ông ơi. Uống đi, uống đi cho con cháu sau này nó có phúc có đức. Dạ. Uống thử đi. Uống đi. Uống đi. Chị không uống đâu. Ai món chị này không uống thì chị luôn à. Chị đắp nhé. Không anh Hoàng về nói em không cho chị ăn. Nào đắp đi, đắp. Ăn nhanh đi. Rồi. Ăn uống nào. Ăn là phải uống đó nha. Uống đi. Vô. Uống nhiều vào. Tí đi tập 2 với tụi em nha. Ủa đi. Rồi, quẩy lên đi chị ơi. Nhảy lên, lên. Quẩy lên đi.
em đi. Mới khỏe được. Uống rượu với bọn em đi. Vô vô. Em cam. Em say tới mê nè. Hả? Chuyện gì thế này? Mày bị sao thế? Đi 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 gọi người. Dậy đi. Đi đi. Ê, có ai không? Trời ơi. Ôi dồi ôi. Nước ơi. Cứu người đi. Cứu người. Anh Hoàng. Cứu cứu cứu. Có chuyện gì mà mọi người hốt hoảng thế? Chị tâm thì tâm sao? Ôi dồi ôi. Mày à, mày xong đời rồi. Mày đi vào đây. Ôi ơi. Ôi mày ơi. Về 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 cho lại. Về 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 đi. Tâm ơi. Này, Tâm. Mày vào đi. Nàng làm sao vậy? Tâm. Tâm. Hả? Cái gì đây? Ôi dồi ôi. Rượu. Con này hả? Tao đã nát rồi mày còn nát hơn nữa. Nàng tỉnh dậy đi. Đừng làm tao sợ. Đau bụng quá. Em cảm. Sao em lại cho Tâm uống rượu? Tâm ơi. Mày xong nàng đời sao rồi không? Để ta đưa nàng đi viện. Nhanh lên đưa nó đi viện đi. Ê, cái gì thối thối dữ vậy? Mùi đã ná chù chết đi. Chuyện quan trọng bây giờ là phải đưa Tâm đi viện. Đi nè. Ôi dồi ôi, thối thật đi. Mày đi cùng tao xem nó thế nào. Nhanh lên. Nhanh. Mày hả? Ây da. Ây da. Cam. Mày đợi tao với. Chết tiệt. Mày liệu hồn mày. Bác sĩ, vợ tôi thế nào rồi? Đứa trẻ có làm sao không ạ? Uống rượu có làm sao không? Đứa bé nào? Làm gì có đứa bé nào ở đây? Hả? Bác sĩ nói này, gì đây? Đứa bé ở trong bụng chứ ở đâu? Ông là bác sĩ mà ông không biết con tôi đang mang bầu à? Bị ngớ rồi. Đúng rồi đấy. Hả? Vợ của ngài làm gì có bầu đâu. Chẳng qua là ăn nhiều, đầy hơi, đau bụng nên đánh rắm nhiều thôi. Hả? Không có bầu sao? Thì con có biết gì đâu. Mà không có bầu lúc này thì có bầu lúc khác. Thôi ổn rồi, tôi xin phép nha. Cảm ơn bác sĩ. Tâm. Chị đứng dậy ngay kia. Đứng dậy nhanh. Mày không có bầu à? Mày đền ngay cho tao số tiền tao vừa mua quần áo cho cháu tao nha. Hơi bị nhiều đấy. Đúng nha. Rồi, cả đống đồ ăn vặt em mua cho chị nữa. Nôn ra đây. Nôn ra đây. Còn phần của ta nữa. Nàng phải làm việc nha. Từ giờ cho đến khi nào có bầu thì thôi. Hả? Có phải lỗi tại Tâm đâu. Không đời nào. Tập trung vào. Nhìn cho kỹ. Họp gia đình. Làm gì mà căng thẳng thế nhỉ? Thì mày có nghiêm túc để mẹ họp không? Thì mẹ cứ trình bày đi. Tai con nghe một con nhai chứ mẹ. Em cám. Mẹ giận rồi kia. Ôi giời. Bé sợ bé sợ. Làm gì mà mạnh thế? Lỡ mẹ lỡ. Không sao được. Không phải giật mình. Sao mẹ ghẻ lại chiều em cám thế nào nhỉ? Thiếp đâu biết. Phân biệt thế cũng biết nữa. Xem đi. Ăn nhiều vào con. Giấy siêu âm. Thai nhi 5 tuần tuổi. Tên Mộng Thiện Cám. Em cám. Chuyện này là như thế nào? Em có thai á? Đúng rồi. Sau một thời gian lấy chồng, Cám đã có em bé. Mẹ được lên chức bà ngoại. Đúng thế rồi. Thế bọn con được lên chức bác à? Đúng luôn. Bác Tấm. Bác Hoàng. Chức oai phết nha. Chuẩn luôn. Này em Cám. Cháu của bác. Lớn thế này rồi cơ à? Đúng rồi. Ồ, hình như mẹ nghe thấy nó đạp. Mẹ cứ dí mặt vào là nó đạp sưng mỏi lên bây giờ. Bây giờ hai đứa phải yêu thương chiều chuộng con Cám. Biết chưa? Không được nói to, không được quá to. Mà tao nghiêm cấm là không cho nó làm việc nặng nhọc đấy nha. Mà tốt nhất là không nên làm gì hết. Con nha. Bà ngoại định của Trap. Chứ còn sao nữa hả mồm. Nhìn giống em Cám phết nàng nha. Lúc nào cũng bắt tay lên này nha. Anh năng. Chị á, không được để con búp bê tới gần em. Em đi từ từ thôi. Không ngã là mẹ ghẻ đánh bọn anh chết đi. Biết rồi. À này Cám, cháu anh sinh ra bao giờ nó biết mở mắt thế? Rất là mất thời gian. Bao giờ nó biết nói thôi. Còn khi sinh ra thì nó phải biết mở mắt nhìn luôn chứ gì. À thế hả? Anh Hoàng chả biết gì về nghệ thuật cả. À, à mà nó có ăn tôm hùm hay là ngu hoàng đế không? Ui trời ơi, hỏi gì mà ngu thế. Ui giời. Mới sinh ra làm gì có răng.
Nè, cũng sai rồi đấy. Mệt hả? Mệt hả? Mệt quá. Ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây. Cẩn thận, cẩn thận. Ngồi nhẹ thôi, nhẹ thôi. Nào, anh đưa đưa cho. Đưa. Qua, đi tắm. Anh chị ơi, cháu nó đói. Đói à? Cháu băng đói à? Được, em ngồi đây, đợi anh xíu nha. Vèo, đây. Cháu bắt ăn hoa quả đi, bổ sung vitamin, đẹp cho da. Ăn luôn. Nắng thế này cháu nó ăn không ngon gì cả. À, đây 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 đây, bác quạt cho. Trời nắng nóng thế chứ nè. Em lại sao nữa? Cháu nó nghẹn, nó khát nước. Nghẹn, nghẹn, tắm, đi lấy nước. Nghẹn, nghẹn. Được rồi, chờ chị. Khát quá anh ơi, chị tắm lâu à. Ngọt thiệt, vừa chị mua tận bên Dubai về, chả ngọt mới ngon à, thơm nước mũi luôn. Uống này á, cháu bác còn thông minh nữa đấy. Hai bác này, được, sao cho chân chăm cháu. Ui giời ơi, mãi chả xong. Mẹ làm gì đây? Cá! Mẹ quát to cháu nó sợ thế này. Đâu. Bà đây. Đâu quá. Cháu bà vào nhà nghỉ đi nha. Ở ngoài nắng lắm. Đi nha. Quang. Úi dồi. Úi. Tức quá. Cám ơi là cám. Tao mà nhịn mày, 9 tháng 10 ngày nữa chắc tao tức hộc máu não luôn ấy. Tịnh tâm. Cám ơi. Ôi giời ơi, con ơi, mẹ đã già lắm rồi mà mày còn hành hạ mẹ thế này à. Mẹ phải vui vẻ đi. Sao đây? Bà đây. Đâu? Để bà xem. Đây, bà xem này, bà dí vào. Hey, đấm khỏe thế này, cháu bà chắc chắn là cậu thủ đá bóng này. Đây là con trai, còn con gái thì khỏe mạnh. Yêu quá. Cháu bà mà lì. Chứ còn sao nữa, cháu bà ngon cơ mà. Con thèm ăn trứng. Ăn trứng à? Ăn trứng thì mẹ đi mua. Gì nữa? Trứng kia kìa. Trứng nào? Trứng rồng của ta. Mày lại thích ăn trứng rồng nữa cơ. À, thế mẹ không muốn con đẻ ra rồng mà. Trứng rồng mới đẻ ra rồng chứ nhỉ. Mẹ sẽ làm mọi thứ tốt nhất cho cháu mẹ. Đúng rồi. Đi. Khen cái giờ trứng. Tập hợp. Bọn con đây. Có mặt. Có chuyện gì mà mẹ gọi bọn con gấp thế? Triệu tập gì mà to gì đâu á. Cám, nó đòi ăn trứng đây. Ôi, thế thì mẹ ra chợ mua một container trứng về cho em Cám ăn thỏa thích. Đúng rồi. Thế thì bình thường quá. Còn Cám, nó thèm ăn trứng rồng của con búp bê đây. Hả? Đứng lại. Quay vào đây. Ai cho đi mà đi. Giờ hai đứa mày tìm cách nào đi lấy trứng về cho nó ăn. Nhanh, vì cháu của con, tấm nhà con sẽ làm được, mẹ yên tâm. Không. Không cái gì mà không. Đi nhanh. Ui giời, thế mẹ không đi à? Đi đi. Tao về trong con Cám. Đi sợ bà thôi. Kìa nàng ơi, nhà con búp bê kìa. Đi vào xem thế nào. Cẩn thận không có bóp đấy. Không có ai. Đi vào. Nhẹ nhàng thôi. Không nó phát hiện là không còn răng để ăn cơm đâu đó. Không biết hai đứa mình hy sinh chăm cháu nó như thế này mà sau này nó có đá mình ra ngoài đường không nhỉ? Chắc không dọn đâu. Đi lên. Chỉ cần quả trứng rồng này nở ra thôi là sức mạnh của ta sẽ tăng lên gấp bội lần. Giờ ngươi phải tìm cách làm cho quả trứng này nở ra cho ta.
Để em cầm quả trứng này đi tìm cao nhân, rồi nó sẽ sớm nở thôi. À, chàng ơi, giờ phải làm thế nào? Ta đã có cách rồi, đi theo ta. Giờ ngươi hãy cầm nó đi. Dạ, chủ nhân, đem đi luôn đây. Nhớ phải cẩn thận đấy. Ta đã có tuyệt chiêu lừa chúng nó rồi đấy. Thế chàng có cách gì? Nói luôn đi. Cách của ta đây này. À, là sao hả anh Hoàng? Nàng cứ đi theo ta rồi sẽ rõ. Đi. Ta phải làm cho quả trứng này nở ra con rồng bự chà bá. Ha ha ha. Sao ngươi lại có quả trứng giống với quả trứng của ta hả? Đúng rồi, lấy ở đâu hả? Đừng có nhận vờ, đây á là trứng rồng đây. Trứng rồng á? Của ta cũng là trứng rồng, nhưng mà sao của ngươi lại màu hồng? Đúng rồi. À, trứng của ngươi là trứng rồng cái đúng không? Thế thì gặp được chứng lại là đúng rồi. Thế thì con rồng của ngươi sức mạnh không bằng con rồng đực của ta được. Con rồng đực có sức mạnh khỏe hơn con rồng cái của mình á. Thế các người có thể đổi cho ta được không? Đổi quả này lấy quả này á? Mày bị ảo à? Ai đời lại đổi con đực lấy con cái bao giờ? Không được đâu. Giờ mà mình đổi con rồng đực này về, kiểu gì chủ nhân cũng khen. Thôi thì ta cắt thêm cái thỏi vàng khủng này, ok chưa? Đổi cho ta đi. Đủ chưa hả? Đợi ta tí. Tên này công nhận ngu dốt cộng nhiệt tình nàng nhỉ. Không được nghe, đi ra kia. Bằng phá hoại. Bọn ta cũng không phải vì tiền đâu, chẳng qua thương nhà ngươi bị búp bê bắt nạt nên mới đổi cho ngươi đấy. Thế ta cảm ơn các người. Được rồi, ta đi nha. Kiểu này về chủ nhân sẽ khen. Đi. Sướng không còn. Mẹ, em Cám, bọn con đã lấy được trứng rồng về rồi này. Không những thế nha, còn được bonus thêm cục vàng to tướng luôn. Tặng cháu. Ui giời. Mẹ đi nấu trứng ăn cho bổ. Đợi mẹ, riêng cục vàng này hả? Anh chị tặng cho cháu, làm gối đầu luôn ấy chứ. Đấy, trông uy tín chưa? Quá tuyệt vời. Trứng tới rồi đây. Trứng rồng này, không biết nó có làm được việc hay không đây. Ê, chủ nhân ơi, chủ nhân xem này. Thế này là sao hả? Nãy chủ nhân đưa cho em là quả trứng cái, còn đây là quả trứng đực đó. Ôi da, ngu. Trên đời này chỉ có duy nhất một quả trứng đó thôi. Hả? À, vậy sao? Đúng là không làm được tích sự gì cả. Vậy bây giờ mình phải làm sao hả chủ nhân? Cũng may là ta lường trước được độ ngu của ngươi, nếu không thì đã. Định trộm trứng của ta sao? Không dễ vậy đâu. Chủ nhân thật là anh minh. Chẳng lẽ ngu như ngươi à? Nhưng mà em mất tiêu thỏi vàng rồi chủ nhân ạ. Bước đi này, thực sự ta không ngờ tới đây. Đi theo ta. Dạ. Đây em Cám, ăn đi cho nóng. Nhưng mà không phải là con chê đâu nha, cháu nó bảo là hơi cháy. Vậy ăn cho nó chín. Chê nữa. Thôi ăn đi mà. Ngon lắm. Ngon không? Ngon. Trứng rồng ngon không? Ăn như trứng gà ấy nhỉ. Ngon. Chuyện trứng rồng mà lý. Ngon không con? Nãy mẹ ở trong bếp nấu á, mùi nó cứ thơm nứt ra. Mọi người nhìn gì mà ghê thế? Cám, em nhìn đi, mặt em sao thế này? Mặt con gái tao sao thế kia? Trứng rồng kiểu gì thế này? Mẹ ơi, mẹ ơi, trứng rồng đẻo rồi. Chắc chắn là con búp bê nó giở trò rồi. Nó dám làm hại cháu tao á, tao không bỏ qua đâu. Đi, đi tắm. Nhanh. Mẹ. Ở nhà đợi mẹ. À, thế bỏ con một mình nè. Mang thuốc giải đi.
trả lại vàng cho ta. Động đến ai thì động. Mày động đến cháu ngoại tao là mày xong đời mày rồi. Bọn ta sẽ liều mạng với ngươi tới cùng luôn. Tất cả là do mẹ con nhà ngươi tham ăn, đòi ăn trứng rồng của ta. Không có đâu. Không có này. Này, bỏ ra. Tiến lên. Yeah. Mày hả? Các ngươi chết nè. Đánh nó đi cám. Cậu dám động vào lòng từ ái của tớ sao? Xem đây.